Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 140 Hòa quyền rơi xối xả, Mạc Phàm còn chưa kịp thi triển kỹ năng thì đã bị nuốt mất rồi mặt nước bốc hơi không ngừng trụ đá từng cái từng cái bị đánh nát một đấm này của frank đã làm mọi người đang xem cũng đều trợn mắt há mồm mùi vị này không dễ chịu đâu belbo cười thấy được khoái cảm khi trả thù sandy đăm chiêu suy nghĩ tự hỏi loại ma pháp như này được thực hiện bằng cách nào cô sandy cô còn nghĩ frank không thể đánh lại tên đó nữa không belbo đắc ý nói hỏa tinh linh bình thường đều có dự bị khả năng kháng hỏa rất mạnh tôi nghĩ cậu ta còn chưa tới mức không thể tấn công được nữa sandy nói có tính kháng hỏa thì thế nào, trình độ tấn công như này, cho dù là hai ba cái thủy hoa thiên mạc cũng không chặn được. Sandy vừa định nói, lại để ý tới vị trí mà thiên diễm quyền vũ vừa nãy đánh xuống, phát hiện một thân ảnh kiêu ngạo vẫn đứng đó, hoàn không có chút thương tổn. Xung quanh hơi nước bốc hơi lên cao, quanh thân người kia cháy lên những ngọn lửa màu đỏ cam và đỏ tươi, ngoại trừ vài vết bỏng thì chẳng thấy có trở ngại gì. Thiên diễm quyền vũ đủ sức để tiêu diệt cả một đội ngũ, hạ gục được một tên tuyển thủ cũng là điều bình thường nhưng người kia vẫn đứng ở đó chỉ chịu một vài vết thương nhẹ đây là toàn bộ khả năng của cậu sao ánh mắt mạc phàm hung hãn khí tức của ngọn lửa mới bị dập tắt không lâu lại bùng cháy hỏa diễm múa quanh còn tăng mạnh hơn trước đó mấy phần lửa của người ta đã thử qua giờ đến phiên ngươi nếm thử giao quyền của ta nhé mạc phàm hét lớn khi hắn vung tay ngọn lửa nồng đậm đã tích lũy từ lâu là ra giống như thiên quân vạn mã trực tiếp đốt cháy một nửa sân đấu ngao một con rồng lửa nhảy ra từ đám hỏa diễm phát ra tiếng gào thét như những con mãnh thú. Rồng lửa bay lên chỗ Frank, há to miệng và nuốt chửng lấy hắn ngay tức khắc, mặc dù bản thân hắn tu hỏa hệ nên có tính kháng hỏa, nhưng mà đem ra so với tiểu viêm cơ, hắn căn bản là không cũng đẳng cấp. Mau cứu cậu ta, nếu không thì cậu ta sẽ bị loại, tên pháp sư lặn dưới nước thấy thế, lập tức hô lên. Lúc này, Frank đã nằm bẹp ở dưới đất, khải ma cụ trên người hắn gần như đã bị phá nát. Lice cũng ý thức được tình hình trở nên nghiêm trọng, bắt đầu vẽ tinh tọa hệ chữa trị, một ít tinh mang xuất hiện gần Frank, bắt đầu chữa lành những vết bỏng cho hắn. Đừng để cô ta chữa trị, nam giác vội vàng hô. Mạc Phàm vất vả đấu tay đôi với Frank mới chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng ma pháp chữa trị kia mà hoàn thành, thì cái ưu thế tuyệt đối sẽ biến mất ngay. Có tôi ở đây, tương thiểu như khóa chặt vị trí của Lice. Tâm niệm như điện, xẹt qua như xét đánh, truyền đến tinh thần của Lice. Tinh tọa đã phác họa được 2 phần 3, tương thiểu như ra tay vừa đúng lúc, đánh gãy khung tinh tọa, lại còn làm hao tổn ma năng bằng với ma năng cần, để thi triển một ma pháp cao dai. Tâm tường. Ngay lúc tương thiểu như ra tay, một tên con trai khác bên đội tuyển Tây Ban Nha phản ứng nhanh, lập tức dựng lên một bức tường tâm linh ngay chỗ của Lice, đòn tấn công của tương thiểu như bị cản ở bên ngoài. Không ổn, bên kia cũng có ma pháp sư tâm linh hệ, tương thiểu như mặt biến sắc. Còn muốn chữa trị, qua đây cho lão tử. Khi thấy ma pháp chữa trị sắp được hoàn thành, Mạc Phàm liền vận dụng hệ không gian của mình, đôi mắt vừa lóe lên hào quang màu bạc, một cái hư không chảo đã bay đi bắt lấy Frank sau đó nhấc bổng hắn lên, mạnh mẽ ném thẳng vào một cây trụ đá. Frank bay như diều đứt dây, sau va đập vào trụ đá thì hắn bị rội ngược lại, rơi tõm xuống dưới nước. Mà pháp chữa trị có giới hạn khoảng cách, một khi đã ra khỏi phạm vi này thì sẽ không bảo hộ được. Mạc Phàm có một em gái là cao thủ trị thương, làm sao hắn không biết cái ma pháp cao dai này có ưu điểm với khuyết điểm gì. Frank đã bị Mạc Phàm làm cho trọng thương, lại bị Mạc Phàm xài không gian hệ ném đi, cả người đều choáng váng, cơ thể nổi trên mặt nước, không có cơ hội đứng lên trọng tài nhìn thấy cảnh này cũng bắt đầu do dự. Đừng nhúc nhích, cậu ta không sao, vẫn còn có thể chiến đấu được, beo bô vào lúc này hét lên. Trọng tài ra tay thì tất nhiên là sẽ bị loại, dù là có nhầm đi nữa thì cũng bị bế đi ngay. Mạc Phàm, tên Pháp sư thợ lặn kia đang đến gần chỗ Frank để cứu cậu ta, âm thanh nam giác chuyển tới. Nhìn xuống dưới mặt nước, thật đúng là đang có thứ gì di chuyển, xem ra là tên thợ lặn kia rồi. Còn muốn cứu cậu ta ư, Mạc Phàm nở nụ cười, trực tiếp dùng cách không di vật tóm lấy Frank sắp hôn mê ở trong nước. Chỉ còn một chút nữa tên thợ lặn kia đang mang được Frank đi, chỉ cần có thể mang đi, về đến chỗ đồng đội là có thể hồi phục, ai mà biết Mạc Phàm lại nhanh tay như thế. Trọng tài, bắt lấy, Mạc Phàm cũng không ra tay quá nặng, bản thân mình cùng Frank không thủ không oán, đánh cậu ta thành bộ dạng này cũng đã làm tên hoàng tử beo khó chịu rồi. Sự việc đã đến mức này, trọng tài cũng không ngó lơ được, chỉ cần Mạc Phàm thêm một tí lực vào ma pháp không gian, Frank ắt sẽ nguy hiểm tới tính mạng hai vị trợ lý trọng tài xuất hiện khiêng Frank ra khỏi sân đấu. Một tuyển thủ bị loại khỏi sân, những âm thanh khác nhau vang lên trên khán đài. Pháp sư Hoàng gia Tây Ban Nha ở châu Âu có chút danh tiếng, nếu ở trận thi đấu này bị nhiều người tấn công cho đến khi bị loại, thì vẫn có thể thông cảm được, nhưng mà đấu tay đôi mà bị loại thì thật khó để chấp nhận, nhất là các khán giả đến từ Tây Ban Nha. Nhìn thấy cảnh tượng này thì hình tượng Frank trong lòng của bọn họ đã tan vỡ rồi. Trước khi thi đấu thì nên tìm hiểu thông tin cho kỹ, tư liệu của tôi có ghi rõ cậu tuyển thủ tên Mặc Phàm, này mạnh số một số hai trong đội tuyển Trung Quốc, Sandy khẽ thở dài, cảm thấy Belbo xử lý việc này quá qua loa. Hắn ư, cái tên thô lỗ man gì này. Belbo ngẩn cả người, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, ngay cả Frank cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Lại nói, lần tham gia học phủ chi tranh này, đội tuyển Trung Quốc có mạnh hơn à nha, cậu kia mạnh về không gian hệ, nữ ma pháp sư băng hệ đánh với đội tuyển Nhật Bản. Hôm nay lại thêm cậu trai mạnh về hỏa hệ đang ở trên sân đấu, bọn họ trên chiến trường đều mang tính áp đảo một thành viên của đội tuyển tây ban nha nhận thức được nói các trò vì cái gì mà bi quan như thế frank tuy bị loại nhưng cũng không đại diện cho kết quả chúng ta thua đừng quên sân đấu này mang lại ưu thế cho chúng ta như thế nào chẳng lẽ các trò không phát hiện là pino còn chưa lên tiếng sao ta nghĩ frank đã câu cho pino đủ thời gian rồi giáo viên bên phía tây ban nha có sự bình tĩnh khá lạ long long ù ù đấu trường long nha không hiểu tại sao lại phát ra âm thanh chấn động nước hồ trở nên sao động bất an ở dưới nước xuất hiện một trận địa chấn rất đáng sợ ngay cả những cột đá cũng đang rung động hạo kiếp thủy tiếu trong đội ngũ tây ban nha có một tuyển thủ không phát ra chút động tĩnh gì tựa hồ như không tồn tại vậy mà lúc này lại hô to lên một tiếng hô làm cho dòng nước hóa thành một cơn sóng thần dữ dội lần lượt dâng trào cao hơn cả đấu trường độ khủng bố của con sóng thần này khiến cho tất cả mọi người ở gần sân thi đấu phải lùi ra phía sau ngay cả kết giới tưởng chừng như cũng bị đe dọa hạo kiếp thủy tiếu ôi trời ơi đây không phải là ma pháp siêu dai sao tổ cát minh hét lên như heo bị chọc tiết trong đội tuyển Tây Ban Nha làm sao mà có ma pháp sư siêu dai được. Quả này thì các cụ đi trần lạnh toát rồi. Hạo kiếp thủy tiếu đã nhô cao lên tận trời, giống như một dãy núi màu lam đột ngột mọc lên sau khi ngủ đông dậy vậy, trái tim mọi người như muốn vỡ ra. Mạc Phàm đứng trên đỉnh Long Nha, nhìn cái kỹ năng này đang tới gần, nước chút xuống làm ướt hết toàn thân. Không đúng, người thi triển ra kỹ năng này tuyệt đối không phải pháp sư siêu dai. Mạc Phàm trong lòng dâng lên cảm xúc, sau khi bình tĩnh lại. Tại thời điểm ở cố đô, Mạc Phàm tận mắt nhìn thấy một cái hạo kiếp thủy tiếu thật sự, trực tiếp nuốt mấy ngàn con vong linh. Nhưng giờ ở đấu trường Long Nha xuất hiện hạo kiếp thủy tiếu, dựa vào hình dáng thì nó chắc chắn là một ma pháp sơ dai. Sức mạnh này không đúng. Đón nhận hạo kiếp thủy tiếu, Mạc Phàm nhận ra được sự khác biệt. Nếu là ma pháp siêu dai thủy hệ thật sự, thì giờ phút này Mạc Phàm đã bị đánh cho xương cốt nát vụn, làm sao bây giờ vẫn có thể bình yên vô sự. Tóm lại là Mạc Phàm, không tin học phủ chi tranh sẽ lòi ra một ma pháp sư siêu dai, đối phương có thể thi triển được ma pháp siêu dai thì phải có bí mật ở đằng sau. Hạo kiếp thủy tiếu làm những trụ đại yếu đều gãy, trôi theo cơn sóng cuồn cuộn, nuột gọn nửa sân đấu, cũng đem năm người bên đội tuyển Trung Quốc cuốn vào theo, cho dù va vào kết giới nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Sân đấu cũng chỉ toàn nước, nhìn như biển cả mênh mông. Các tuyển thủ Trung Quốc không biết đã bị sóng đánh tới chỗ nào, cơ bản là chả thấy bóng hình của ai. Không biết đã qua bao lâu, hạo kiếp thủ tiếu cũng dần dần yếu đi, sân đấu bây giờ nhìn lộn xộn, tất cả trụ đá bị đánh vỡ hết, mực nước cũng dâng lên 10 mét. Chuyện này, chuyện này là sao có thể, triệu mãn duyên đã hoàn toàn ngây dại. Ma Pháp Sư Siêu Giai, vậy mà bên phía đội tuyển Tây Ban Nha có Ma Pháp Sư Siêu Giai. Học phủ chi tranh từ trước giờ chỉ có cao dai, chưa bao giờ có siêu dai, thậm chí là cao giai cấp 2-3 còn chưa thấy xuất hiện, vì cái gì mà vô duyên vô cơ lòi ra một ma pháp sư siêu dai. Tuyển thủ kia không phải pháp sư siêu dai, dù cho thi triển kỹ năng khí thế như vậy, cũng đã gần với ma pháp thủy hệ siêu dai. Nếu mà là hàng thật thì kết giới bao quanh sân đấu đã bị phá hủy hết rồi, nhưng sức mạnh nó kém xa với siêu dai ma pháp dưới đấu trường. Phong Ly khẳng định nói, thế nhưng nếu không phải sức mạnh của siêu dai, thì vì cái gì mà cậu ta có thể phóng ra được ma pháp siêu dai, những người khác cũng cảm thấy kinh hãi, tu vi cao dai thi triển ma pháp siêu dai. Trước đây mọi người đều dồn sự chú ý vào Frank, ai biết được tuyển thủ không có tiếng tăm, như pino lại làm người ta ngạc nhiên như vậy vừa ra tay đã có thể đánh bại hết các tuyển thủ trung quốc chẳng lẽ đây là con át chủ bài của đội mũ tây ban nha cái này hơn phân nửa là có liên quan tới trời sinh thiên phú sau khi cậu ta thi triển ma pháp thân thể trở nên nhẹ sắc mặt trắng bệch xem ra cái giá phải trả cũng không nhỏ ánh mắt phong ly sắc bén nói ai có cái trời sinh thiên phú này thì chẳng phải là vô địch rồi sao trong sân đấu không biết các tuyển thủ trung quốc nằm ở chỗ nào tuyển thủ của đội trung quốc tương thiểu như bị loại tuyển thủ của đội Trung Quốc, Tổ Cát Minh bị loại. Hai vị trợ lý trọng tài hô lên, cùng lúc đó thân thể ướt nhẹp của Tương Thiểu Nhứ, cùng Tổ Cát Minh nổi ra từ trên mặt nước, được mang ra ngoài sân để bắt đầu chữa trị. Hai người đã bị hạo kiếp thủy tiếu đánh ngất đi. Lần này không ổn rồi, trong nháy mắt hai tuyển thủ của chúng ta đã bị loại. Những người khác thì sao, họ cũng không có việc gì chứ. Trong chỗ nghỉ của đội tuyển Trung Quốc đã loạn hết cả lên, không ai nghĩ tới tình huống này, cho dù hạo kiếp thủy tiếu có phải ma pháp siêu dai không, thì cũng đã đẩy đội tuyển Trung Quốc vào tình thế khó khăn. Kết thúc video, các bạn đang nghe chuyện toàn chức Pháp Sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê Viu. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.